Bar, karaoke và hộp đêm. Và nếu không kiểm soát được các nguồn lây nhiễm này, dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng trong những tuần tới. Các chuyên gia y tế cho rằng thành phố Tokyo đang bước vào đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai sau khi đợt bùng phát thứ nhất đã kết thúc vào cuối tháng 5 vừa qua.